2 tiếng hết trơn á, vô đây nhanh. Không bao giờ kêu một tiếng mà mình thấy cái mặt vàng đâu. Ngồi đây, nó làm gì à? Ở đây à? Dạ 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 dạ.
Em lên tiếp cho mấy chị một cái quần xanh bạc. Xanh bạc mã 19L 92. Con này 200 nha mấy chị. Mã 19L 92 xanh bạc. Hello hello chị. Lên cho mấy chị một con xanh đen. Mã 02L 90 sale 100 ngàn. Mã 02L 90 xanh đen sale 100 ngàn. Mã 02L 90 sale 100 ngàn. Một quần sale yên để riêng tí xíu yên chị mình. Em lên cho mấy chị một con tôm mì mã 00L84. Tôm mì nè mấy chị. Mã 00L84 con này 220. Mã 00L84. Có quần nam chị Loan Nguyễn nhưng mà lấy cái yếm dài sale 180 thôi chị đã. Con này vải coi dạng, con này đẹp hơn hai con kia nhiều. Con này đẹp hơn hai con kia nhiều. 180 của chị Thảo Trần. Có riêng nam chị. Riêng nam em còn tới 2-3 bộ được. Nhưng mà chị phải đo được eo của riêng nam nha. Đôi eo hoặc sao Thảo Trần 108 quận 10 à, yếm 60kg chị lấy con size S đó chị Tài Lê. Bữa nào em nghỉ rồi em làm đồ ăn em gửi chị Thảo ăn tết. Rồi yếm này của chị Tài Lê. Con này con bé em nó 50 mấy ký đó mà cũng cưng chị ha. Điều chỉnh đi chị Thảo bữa có gì em tặng chị. Rồi cái này của chị Tài Lê nè. Một qua một 170 của chị Tài Lê, 220 sale 170 của 208. Ok. Ê, sale cho mấy chị một con mã 52L 104. Dạ con này là con màu xám nha mấy chị. Con này là con màu xám. Con này sale mấy chị 100 ngàn luôn. Mã 52L 101. Mã 52L 101. Ê, yên lên cho mấy chị một mã tâm mì mã 04L 102. Tâm mì là 220 nha. Tâm mì là 220 nha mấy chị ha. Tôm mì là 220 mấy chị ơi. Chị nào chốt tôm mì chốt lên giúp giùm em. Yên lên tiếp cho mấy chị một cái mã 37L94. Cái con này là hàng này mới về. Cái con hàng này mới về nè mấy chị. Mã 37L94 đồng của anh ơi. Mã 37L94 nè mấy chị. Trước câu sau nữa. Mã 37L mấy chị ơi. Mã 37 nhiêu? L nhiêu? L94. Ừ. Đọc cái mã 37 xong đi mà. Yên lên cho mấy chị một con mã eo 84, con này dưới 64kg nè. Con này quần ông địa, con này là 220. Mà bữa giờ toàn quần rách, cái này không rách nè. Con này dưới 64-65kg. Cái đó là 220 nha mấy chị. Rồi cũng quần ông địa mà rách thanh bằng chị Dậu. Cũng quần ông địa mà rách nè mấy chị coi nè. Rách ra. Nó là rách tự nhiên đó nha, con này eo 88. Đọc anh mã 72L88. Mã 72L88. Mã 72L88. Giá nhiêu? 220 ngàn. Em lên cho mấy chị một con mã 94L92, con này dưới 72kg nè. Con này 200 luôn. Mã 94, mã 94L92. Mã 94L92, 200 ngàn, 200 ngàn. Đọc gì không nhớ chị hết chị anh. Rồi em lên cho mấy chị một con quần can can nè, mấy chị coi form này đẹp không? Mà cái túi ở sau cũng đẹp mà. Sao đâu hai cái phổi sau kìa. Dạ con này nhiêu? Dạ con này chưa đo eo mấy chị lấy thước giá em kêu giá. Con này không đẹp ghê. Dạ em lên con này cho mấy chị nha. Em lên con này cho mấy chị. Con này là eo 100 nè mấy chị. Mã 77 eo 100. Con này đẹp ghê chị Thảo ơi. Mã 77 eo 100. Con này đẹp quá trời luôn chị Thảo. Mã 77 eo 100. Mã 77 eo 100. 200 ngàn mấy chị. 200 ngàn nha mấy chị. Cái gì vậy con? Mã 77 eo 100, 200 ngàn. Eo 104. 104 mẹ, 01 eo 104 nha mấy chị ơi. Mã 01 eo 104 mấy chị. 01 eo 104. Mã 01L104. 01L104. Cái con này nó hơi ra bụi vải. Yên sale cho mấy chị 100 ngàn. Tại vì mấy chị biết tại sao em không muốn sale không? Tại vì con này vải nó rất là đỉnh. Vải nó đã lắm mấy chị. Vải với là cái lưng thun nó. Cho nên cái độ giãn nó rất là đã. Nè mấy chị về lọc quay lên mặt nha. Chú giùm em mã 01L104. Mã 01L104. Tây ơi mày gửi đây. Tây để yên mới đi Tây ơi. Mã 01L104 mấy chị. Xe 100 ngàn. Xe 100 ngàn. Mã 01L104 100 ngàn.
Em lên đi với chị mã 06. Mã 06 thì em 105. Ồ, coi giảng đã lắm nha mấy chị. Mã 06 em 105. Mã 06 em 105. 200 ngàn mấy chị. 200 ngàn. Mã 06 em 105 200 ngàn. Em lên cho mấy chị một con mã xanh đen mấy chị ơi. Mã xanh đen mã 07 eo 92. 07 eo 92. Đẹp không? Trời ơi chị nào mà 72 kg hút con này trúng hút. 07 eo 92. Mã 07 eo 92. Lên tiếp cho mấy chị. Có yếm zin nhưng mà con này dưới 70-72 kg hả chị? Có yếm zin mà dưới 70-72 kg. Cái này mã 01 eo 92 nè mấy chị. Mã 01 eo 92. 07, 07 của Thu An nè. Mã 07 200 của Thu An. 70 chứ không phải 07 chị. 200 đúng không? Lộn 200. Ý yên xe cho mấy chị một con quần này đáy hơi cao. Xe cho mấy chị con này 80 ngàn mấy chị coi vải coi vậy. Đáy cao 80 ngàn nha mấy chị. Mã 00 eo 92. Mã 00 eo 92 80 ngàn. 00 eo 92 đáy cao 80 ngàn nha mấy chị ơi. 00 eo 92. 00 eo 92 mấy chị ơi. Bây giờ lầy vô. Trong này chạy gớt thôi. Thôi đi cho bú lùn cho gớt đó. Ngày chị chiếc giường nha chứ. Rồi lên tiếng cho mấy chị. Ôi trời hay lắm. Sao nó đau. Lên tiếng cho mấy chị nha. Lên. Dạ con này mã 08 eo 100. Con này phơm suông nè mấy chị. 08 eo 100 phơm suông nha mấy chị. Dạ, 08 eo 100. Con này là hàng hiếm nè nha mấy chị. Hàng hiếm. Con này là hàng hiếm nè. Hàng hiếm em 100. 08 eo 100 dán lên anh. 08 eo 100 hàng hiếm nha mấy chị ơi. 08 eo 100. 08 eo 100. Hàng hiếm nha mấy chị ơi. Lên cho mấy chị mã 01 eo 92. 01 eo 92 nó có rách nha mấy chị. 01 eo 92 nó có rách mẹ. 01 eo 92. Rách mẹ là rách có lốt ở trong ông nội. Con này rách gì? Con này lai lọc. Rồi. Mã 01 eo 92. Mã 01 eo 92. Mã 01 eo 92 nha mấy chị nha. 01 eo 92. 01 eo 92. Cái này có một chị đặt màu ngon chị đó nè. Con xuông. Eo 100. Bỏ lên nơi rồi, bỏ đến đây là bỏ không thua chị. Bỏ tuổi. Rồi lên tiếp cho mấy chị mã 47 eo 80. 47 eo 80, mã 47 eo 80. Mấy chị coi quần này nè. Nó làm cái form rất là đẹp nha mấy chị. Chị nào mà 60kg hút quần này nè. 47 eo 80. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Mã này. Rồi mã này yên. Yên bán xe cho mấy chị 150 thôi ha. Mã này 13 eo 86. 13 eo 86. Mã 13 eo 86 nè mấy chị. 13 eo 86. Tuy vô lại tuy mỗi nắp ra. Mã 32 eo 92. 32 eo 92. Đây là lô quần mới về của em nè. Đây là lô quần mới về nha mấy chị nha. Mã 32 eo 92. Lô quần mới về thật thì luôn. Thật thì luôn. Yên lên cho mấy chị sao con đi làm. Sao mình em đi làm. Quần đính kim cương, à lộn đính đá. Quần ông địa nè mấy chị ơi. Ông địa đính đá eo 90 nha mấy chị. Đẹp không? Quần ông địa eo 90, quần này em bán 220 nghìn. Quần ông địa eo 90 mấy chị ơi. Sang đi làm viên bước viên tùy đi. Mới tiên sơn à. Bu lộn nhà gớm. Mấy chị một con tôm mì mẹ 05 eo 82.
Tôm năm em tới hai tôm mì xeo em cái gì? Đây nói chị 100 ngàn, con này tôm mì nha. 220 xeo 100 ngàn. 220 xeo 100 ngàn, 05 yêu 82. Mẹ 75 yêu 100. Đây là mẹ 75 yêu 100. Đừng có tua yêu cái gì? Con này tua xéo nè. 75 yêu 100. Con này vải đẹp lắm mấy chị ơi. 75 yêu 100. Mẹ 75 yêu 100, quần rất tua. Quần rất tua cho mấy chị nha. Rồi xeo quần này cho mấy chị 100 luôn. Rồi lên cho mấy chị. Mẹ 43 yêu 92. Mã 43 eo 92 mấy chị. 43 eo 92, màu sáng nha mấy chị. Con này xanh bạc nhưng mà con này mấy chị đừng chờ sale. Tại vì đây là những cái mã mà khi mấy chị mặc vô nó sang chẳng nhất ha. Mã 05 eo bao nhiêu vậy chế? Mã 05. Mã 05. Kiểm tra đi em ạ. Mã 05 hàng sale hàng chính quy chị. Hàng sale hàng mã 43 của Ngọc Nhân. Mã 05 là 05 là eo 82. Mã 05 eo 82. Mã 05, mã 43 của ai vậy? Em tắm. Mã 43 của chị Ngọc Châu. Mã 43 đâu? Mã 43 đâu? Mã 43 L92 của chị Ngọc Châu. Nè, 43 L92 của chị Ngọc Châu. Cái này 200 nè. Rồi. 43 rồi. L82 100. 82 100 của chị Trần Vân. Tôm mì. Mã 05 L82. Em mã 05 L82 tôm mì của chị Trần Vân. 100 ngàn. Phải mã 05 không? Đúng rồi, 05 chị. Rồi 05 chị. Như... cái mã này đẹp lắm nè mấy chị. 100 ngàn hả? Cái mã 75 100 là chị nào tương đương 80 kg. Mẹ 05 là của... người ta hỏi thôi. Trần Vân. Trần Vân à. Có nhiều mã sale. Hồi nãy em có những con mã sale 101, 102 nha. Đó cho nên mấy chị rồi. Ngồi đi săn la với em. Mấy chị ngồi đi săn la với em nha. Em lo cho mấy chị một con xanh đen viền vàng. Em Trần Vân là xem 100 đúng không em? Mã 54 hay 80 là con ơi, cái gì vậy? Trần Vân 100 đúng không em? Trần Vân 100. Mã 54 hay 80 chị Ngọc A, chị Ngọc Châu là lấy quần ở đâu? 200. Hai chị Ngọc Châu là 200. Rồi Vân ơi lấy cái con này nè Vân. Mã 54 L 80 coi đẹp nè. Con Vân quần đẹp và có hở sâu nó cũng đẹp nè. Rồi đọc cái tên. Mã 50 eo 8, mã 54 eo 80. 200 nha mấy chị. 54 eo 80 nha mấy chị, 200 ngàn. Bán cho mấy chị một con quần. Eo 120. Cà phê sữa eo 120 lưng thun. Cà phê sữa eo 120 lưng thun nha mấy chị. Xe cho mấy chị 100 ngàn luôn. 100 tiền cà phê sữa lưng thun. Ở sau lưng nó làm cái túi rất là đẹp. Rồi trông hết đời chút xíu. Rồi quần không? Đây nè, quần này sale trong nè. Em nói thiệt nha, vải đẹp hơn xin. Anh đi nói thiệt luôn, vải đẹp hơn sinh gấp mấy lần nha. Con này chốt giùm em là mã 26 eo 100. 26 eo 100. Eo 98 cũng được mà eo 100 cũng được. Mấy chị coi sinh là đẹp không? Xeo 100 nha mấy chị. Quần đỏ mã 26 eo 100. Xeo 100 ngàn. Xeo 100 ngàn nha mấy chị nha. Em lên cho mấy chị. Mã 09 eo 88. Mã 09 eo 88. 09 eo 88. Mã 09 eo 88 200. 09 eo 88 200 nghìn nha mấy chị ơi. Mã 03 eo 124. Mã này mới về nè. Mã này mới về nè mấy chị. Quần ông địa này là 220. Đọc sai. 03 eo 124. Dạ quần này là quần chính tất nha mấy chị nha. Mã 03 eo 124 sell. À lộn, 220 nha. Cái đây là hàng độc nè. Cái đây là hàng độc nè mấy chị. 03 eo 124 mấy chị ơi. Mấy chị ơi, cái khúc đó mới mệt. Cô xem đau hai lá phổi sau vậy ta. Em đau hai lá phổi quá mấy chị ơi. Còn về quốc vô chủ điện luôn mà. Nó quốc anh vô chủ điện luôn mấy chị ơi. Không ông kìa ta. Không phải tự trợ không. Mấy đang đau bụng mà mệt thì. Ở đây eo 116. Lên cho mấy chị một con eo 116. 200. 200 tiền. Eo 116 200 ngàn nha mấy chị. 116 200 ngàn. Lên. Mã 05 eo 112. 05 eo 112. 05 eo 112. Má mấy con quần này đẹp ghê luôn. Đẹp ghê luôn mấy chị. 05 eo 112. Rồi. Mã xeo. Mã xeo. Mã 111 eo 112. Mã 111 eo 112. Xeo cho mấy chị 100 nha. Rồi. Mã này xeo 102. Mã 08 eo 100 xeo 120 nghìn. 08 eo 100 xeo 120 nghìn. Để con mấy chị
chắc đi. 120.000 quần hồng. Chắc đi. Rồi lên rút. Màu rút tươi. Mẹ không chín nếu 101. Không chín nếu 101. Không chín nếu 101 nha mấy chị. Quần này có dây kéo ở dưới nè. Quần này có dây kéo ở dưới nè mấy chị. Rồi mã này mã sale 120 nha. Đi lo cái quần này đi. Vô chậm chậm. Mẻ 123L82. 123L82 nha mấy chị. Sao nha. Mẻ 123L82 giá 200.000 quần này không sale. 123L82 mặt sau. 123L82 mặt trước 200.000 nha mấy chị ơi. Quần này không sale. Mẻ 07L96. 07L96. Mấy chị thấy rõ không đây? Quần ti đang like là 200 nha mấy chị. 200 nha mấy chị ơi, quần này không sale. Tí nữa nghiền lên like mới biết cái hàng sale. 07L96. 07L96 mặt sau. 07L96 giá 200.000 không sale. 07L96 chị nào chốt giúp em. 07L96. 07L96 mấy chị ơi. 72L90. 72L90 đây là chất linh nha mấy chị. 72L90 mặt sau. 72L90. 72L90 giá 200.000. Mẹ 27L94. 27L94. 27L94 nha mấy chị. Mẹ 27L94 giá 200.000 quần này không sale. Tất cả đều cao giảm nha mấy chị ơi. 27L94 ở trước có đó. 27L94. Lên cho mấy chị một con Nova. Mã 0BL84. 0BL84. Chân cá tua rua nè. 0BL84. 0BL84 mặt sau. 0BL84 giá 200.000. 0BL84. Ủa anh có ai gọi nè? Ủa ai làm cái bill này vậy? Đúng nào? Lê Quỳnh, đó Quỳnh là Quỳnh Lê. Người ta là 842 Long An mà làm ra tới ngoài đủ quá 1140 giờ Lâm Đồng. Gia Lai chứ. Ai làm? Bill này mày làm chứ ai làm? Không phải. Mẹ 2, mẹ 212 L96, mẹ 212 L96 như vậy. 212 L96 ở trước nó có. Nó có sơn nè. Nó có sơn kiểu Galaxy mấy chị. Mã 212L96 mặt sau. 212L96 quần này không sale 200.000 nha mấy chị. 212L96 200.000. 212L96 giá 200.000. Con này eo nhỏ. Con này siêu nhỏ xíu thôi. Mã 11L68. 11L68. 11L68 con này bán nhiêu chị? Con bỏ lên ghế nhỏ quá. Mã 62L92. 62L92 con này coi giãn đẻ lắm nha mấy chị ơi. 62L92 mặt sau. 62L92 nó coi giãn này. Con này coi giãn mạnh nè. 62L92 có rách chân. 62L92 giá 200.000. Con này coi giãn mạnh lắm nha mấy chị. 62L92. Mẻ 15L94. 15L94. 15L94 con này cũng có giãn nè. 15L94 mấy chị thấy chắc quần không? 15L94 mặt sau. 15L94 con này hàng Nova nha mấy chị. 15L94 giá 200.000. Mã 05L90. Ủa con này vải đẹp nè. 05L90. 05L90 mấy chị coi nó rách nè. 05L90 nha mấy chị. Ở sau này trơn. 05L90 200 tiền, 200 tiền thôi mấy chị ơi.
phải 03L90. 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 03L90 nha mấy gì? 03L90. Con này 200.000, con này là vải dày hơn con trước. Nói chung cầm cái vải nó thích lắm. Rồi, lên nha mấy chị, một con cấu quần dây rốt. Mẻ số 10L90. Số 10L90, số 10L90 em chị, số 10L90 mặt sau số 10L90. Con này chỉ có một con duy nhất thôi, số 10L90 này, con này không coi dễ nha. Con này không coi dễ, số 10L90 con này dễ 200.000. Con nói xe 100 luôn. Xe 100 luôn mấy chị, 100 luôn không. Không còn đẹp á. Không 10L90, đó cái dây rút này mấy chị. Còn một con duy nhất à. Con này lè nó không coi dễ. Ổng này ổng đứng nha. Ổng này ổng đứng không 10, mẹ số 10L90. 100.000. Chị lên được xe ra. Mấy chục cái à? Lên mấy chục cái. Nhưng mà bé mấy chục cái luôn. Ủa Tây, con thích mặc quần này không Tây? Con lấy số cái mà. Sao không vừa, mẫu đẹp kìa. Chị má ơi, có mẫu quần đẹp. Mẫu quần đẹp quá trời luôn. Mẫu quần đẹp quá trời quá đất luôn. Anh Đức à, lại lấy cho mẹ cái này. Cái gì dớt kìa. Mày liều hồn nghe bảy nha. Biết sửa luôn nha. Sửa gì? Sửa lên. Ta địa chỉ Long An. Chờ em chút mấy chị. Ê chút nha. Làm giật mộng á, là giật mộng á, lòng giật. Giật cái cửa mình mày. Em đâu có lấy gì. Nhưng mà giật được đâu mày. Cái gì? Cái này mồi mát quá mày. Thấm chưa? Dạ. Giờ kéo quần lên. Giờ kéo quần lên. Em lên cho mấy chị mã 22L86. Mua tiếp đi mấy chị ơi. Mã 22L86 quần 3 số. Mã 22L86 mấy chị à. Má quá lồn thiệt chứ. Mã 22L86 nha. Chị nào chốt mã 22L86 chốt giùm em. Yên lên cho mấy chị mã 03L90. Mã 03L90. Đây mã 03L90 lần ti nó like nè. Để em kiểm tra là có thử mã nào em sale được em sale cho mấy chị nha. Rồi, em lên cho mấy chị một cái mã này nè. Cái mã này là mã 05L90. Mã này yên sale cho mấy chị 100.000. Lưng hơi cao một tí nha, qua rúng một chút xíu. Rồi, mã 05L90. Mã 05L90. Yên lên tiếp cho mấy chị một mã quần tiếp tục ha. Mã 15L94 hàng Nova. Con này yên xe cho mấy chị luôn 100.000 luôn. À, xe 100.000 mã này. Mã 15L94 mấy con này. Cái độ co giãn nó đã lắm. Mã này Ngọc Thúy nên lấy đi nè. Mã 15L94 nè. Mã này Ngọc Thúy nên lấy đi nè. Vải đẹp dễ sờ lắm. Vải đẹp cực kỳ nha mấy chị. Để giờ bé có mấy con hả anh? Em lên cho mấy chị mã 18. Mã 18 lộn. Mã 62L92 mấy chị. Xanh bạc mã 62L92. Mã 62L92 mấy chị ơi. Em lên cho mấy chị một con quần sơn nè. Mã 22L96. 22L96. Rồi xem 100.000 quần sơn luôn ha. 100.000 quần sơn. Là sơn chứ quần. Mã 22L96. Em lên cho mấy chị mã 03L92. Nói vô lại sớt đây. Mua thêm đồ đi, coi thử có gì mua gì luôn. Dạ, tôi cầm, hết như đây, chúng tôi cũng biết nhiều nữa. Có gì à? Ủa, anh còn mấy chục quá hả? Tôi lấy tiền của ông, không cần trăm nghìn hả? Đất mẹ ơi. Dạ, quần mã 05L90 của chị Anh Nhi Trương. Hey. Dạ, ok, chị Anh Nhi Trương, quần này vải đẹp lắm. Nhiều tiền. Mã 05L từ từ. Mã 05L90, trời ơi, quần này đẹp lắm nha chị Anh Nhi Trương. Chất rinh hơi bị đẻ nha. Chất rinh con quần hơi bị đẻ. 100.000. 100.000 của anh Nhi Trương. Rồi quần sơn mã 22L96 của chị Trần Tuyền. Trần kho Tuyền. Này lấy ở cái kho mà 280 á mấy chị. Thiệt á. Trần Tuyền 100.000. 100.000 chị Trần Tuyền 072. Thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch. Yên lên cho mấy chị một con quần xanh bạc. Dạ con này là mã. Con này là mã 03L84.
Má không ba yêu 84 kỳ ta. Sáng ăn bánh mì mà sao kỳ vậy ta. Rồi lên cho mấy chị một con hùng sơn mấy chị. Yên lên cho mấy chị một con hùng sơn. Má 27 yêu 94. Má 27 yêu 94. Mày có hai đứa ồn hiện động đâu. Yên lên cho mấy chị một con quần. Nó là màu bò lai rêu á. Bò bò mà rêu rêu mấy chị ha. Bò bò mà lai rêu. Con này má 72 yêu 90. Má 72 yêu 90. Con này xe cho mấy chị 100 ngàn nha. Má 72 em 90 xe 100 ngàn quần bò. Xe cho mấy chị 100 ngàn quần đó ha. Yên lên cho mấy chị 307 em 96. Con này hàng tôm mì. À con này không phải tôm mì mấy chị. Nhưng mà con này là quần ống suông nè. Con này quần ống suông nha mấy chị nha. Con này quần ống suông. Con này mấy chị chốt giùm cho em là mã 07 em 96. Mã 07 em 96. Con này hàng độc cho nên nó yên cất riêng nha. Hàng độc cất riêng. Lên cho mấy chị mã 23 em 82. Cô bỏ nó lên đi. Mã 23 yêu 92. Chị nào chốt mã 23 yêu 92 chốt giùm em 200. Cái quần mà để trước mặt em là 200 nha mấy chị. Kỳ rồi em lên cho mấy chị một con quần cũng là ống suông. Cũng là ống suông nha mấy chị. Quần này cũng là ống suông đúng rồi đó. Quần này cũng là ống suông, mã 74 eo 98. Được 3 con quần nè mấy chị. Được 3 con quần nè. Đó, ống suông quăng riêng nha. Biết điều ai làm luôn. Rồi, yên lên cho mấy chị mã. Mã 10, mã 115 eo 90. Con này đẹp quá trời. Mà không biết có chị nào eo 90 không. Nè mấy chị coi mã quần này nè. Rồi cầm trên tay nó đã cái tay lắm luôn. Eo 90 nè. Eo 90 mã 115 eo 90. Eo 90 là nó khoảng cỡ 70kg nha mấy chị. Eo 90 là khoảng cỡ 70kg nha. Yên lên cho mấy chị mã 02 eo 88. Mã 02 eo 88 nè mấy chị ha. Quần này là quần lai lọc. Quần này 200. Mã 02 eo 88. Em lên cho mấy chị một con mã 71. Quần này quần nam. Quần này quần nam mà nó lộn trong này nè. Quần này quần nam à, quần này quần nam mấy chị coi túi quần nam nè. Quần nam là tia. Quần nam coi túi mấy chân mày nè. Rồi em lên cho mấy chị nha. Mã 37. Mã 37 eo 96. Eo 98. Mã 37 eo 98. Mã 37 eo 98. 37 eo 98. Trời con này vải đẹp quá. Mấy chị con này cái túi nó hay lắm. Cái túi nó làm rất là hay. Mã 37 eo 98. 37 eo 98. 200 mấy chị. Mã 37 eo 98. 37 eo 98. 200. 37 eo 98. 200. Mã 82 eo 90. 82 eo 90. Mã 82 eo 90. 82 eo 90 nha mấy chị. 82 eo 90 quần rách rối. 82 eo 90 quần rách rối. 82 eo 90. Mã 31 eo 90. Mã 31 eo 90 mấy chị ơi. 31 eo 90. 31 eo 90. Kê tiếp nha em uống nước. 31 eo 90. Rồi. Mã 01 eo 98 nè. 01 eo 98 nè. Hút được kìa. Rồi xui. Thân đi đậu. Sao không được vậy vậy? Má người ta nói là u như bò nắp đường. Nhập đất lửa. Nhưng mà nhớ nghĩ luôn. Uống yếu không thể đi uống. Mã 01 eo 98. Mã 01 eo 98. 01 eo 98 như vậy. Mã 01 eo 98 xanh không rách nha mấy chị. 01 eo 98 xanh không rách. 01 eo 98 xanh không rách. Cái con quần này mà cái tuổi tin á, nó nhìn cái con quần này nó mê lắm mấy chị. Mã 16 eo 90. Cái tuổi tin á, nó nhìn cái con quần 16 này nó mê. 16 eo 90. 16 eo 90 nè. Hồi nãy bên này có một con quần rút dây nữa. Tuy rút thì bỏ lên ghế chị. Chút chị bằng chị bán lên sale 150 chứ. Sale này lỗ lòi lòng rồi nè. Có một con quần rút dây hồi nãy sale 100 màu xanh á. Em lên cho mấy chị mã 25 eo 88. Mã 25 eo 88. Mã 25 eo 88 con này mấy chị. 25 eo 88 con này nhanh mấy chị ơi. Dễ dàng tê dàng quay. 75 đen 80kg. Đọc lại á. Đừng lấy cà kì.
đi. Cho nồng lại nồng lại. Giới lấy cho em váy, cái quần, vài cái quần, vài cái quần. Chị lấy cho em vài cái quần tây, 75 đi ăn tới mức ký. Chị Phan qua đây, chờ chiều đi lấy hàng lấy. Chị Phan qua đây. Ok, ok. Anh Hiên lên cho mấy chị một cái mã quần, quần này em bán nhiều lắm nha. Tại vì cái vòng bông nó rất là đẹp đấy chị. Quần này cái vòng bông nó rất đẹp. Con quần này Đức Hụt Nút này Hiên bán cho 100 ngàn. Đức Hụt Nút bán 100 ngàn, mẻ 11 yêu 92. Quần này là quần 200 đó mấy chị. Quần này không có sale đó, mà do Đức Hụt Nút nè. Mẻ 11 eo 92 do Bức Hụt Nút luôn mấy chị ơi. Mẻ 11 eo 92 do Bức Hụt Nút ý em bán cho mấy chị với giá 100 ngàn. À 11 eo 92, 11 eo 92 Bức Hụt Nút bán 100. 11 eo 92 Bức Hụt Nút bán 100. Em lên cho mấy chị một con quần mã 59 eo 101. Mã 59 eo 101 nè mấy chị. Mã 59 eo 101. Con này 200 nha. Mã 59 eo 101 mấy chị. Chị nào chốt mã 59 eo 101 chốt giùm em. Mã 59 eo 101. Em lên cho mấy chị mã 14 eo 96. Mã 14 eo 96, 14 eo 96. Đây là quần suông nha. Đây là quần suông mã 14. Quần này mấy chị mang với giày thể thao rất là đẹp ha. Rồi quần này yên xe cho mấy chị 100 ngàn. Mấy chị nào mà chốt con quần này là hôm nay trúng khúc nè. Ha. Quần ống suông phơm bự nha mấy chị nha. Quần ống suông phơm bự. Còn cái gì nữa đi. Còn hai cây đó không? Rồi cây trong này xây lớn không? Đối với cây này là đứa này rồi nè. Mã 76 em 94. 76 em 94. Mã 76 em 94 200 mấy chị. 76 em 94 giá 200 tiền. 76 em 94. 76 em 94 giá 200 tiền. 76 em 94 200 tiền. 76 eo 94 200 tiền. Mã 21 eo 98 sale 100. Mã 21 eo 98 sale 100. Mã 21 eo 98 sale 100. Cái này là xanh bạc nha mấy chị. Cái này là xanh bạc tại đưa vô like thấy nó vậy á. Cái này là xanh bạc ha. Chị nào chốt xanh bạc chốt giùm em xanh bạc. Đây nè. Em lên cho mấy chị mã 12 eo 92. Con này giờ sale 120 này là mấy chị trúng khúc nè. Em nói mấy chị riêng này đẹp lắm. Cái chất jean này đã đẹp hơn cả những con jean. Nó con jean này này ống này nè mấy chị. Nó đẹp hơn cả những con jean mà 200 ngàn, 300 ngàn á mấy chị. À, nó đẹp hơn nha mấy chị, đẹp hơn nhiều. Chị Tâm Minh có muốn quần lấy quần cho con gái chị Tâm Minh thêm không? Size 34, eo 95, eo 92, mông 120. Đúng không chị Tâm Minh? Trời ơi, Yên đọc lên phát là dính liền. Tâm Minh này tứ quý tám đó. Rồi Yên lên cho mấy chị một con quần lông chuột. Mã 90 eo 90. Mã 90 eo 90. Xe 100. 90 eo 90 xe 100. Con này đẹp lắm nha mấy chị. Con này là đẹp lắm luôn. Mã 90 eo 90 chị Tứ Quý Tám ơi. Mã 90 eo 90 xe 100 ngàn. Em lên cho mấy chị còn một con quần lính xe 100 ngàn. Mã 36 eo 93. Mã 36 eo 93. Xe 100 ngàn. Xe 100 ngàn nha mấy chị. 36 eo 93 xe 100 ngàn. 36 eo 93 xe 100 ngàn. Ý Yên lên cho mấy chị một con đỏ đô 87 eo 90. Mã 87 eo 90. Cái chất rin nóng bằng con này đâu mấy chị. Con này là chất rin luôn nha. Mà rin này nó đại lắm. Mã 87 eo 90. Con này con cỡ 70 ký nè. Con này con cỡ 70 ký. Đi tư một mặt. Mã 97 eo 96. Con này là 75 76 ký. Mã 97 eo 96. 97 eo 96. Con này sale cho mấy chị 80 ngàn. Mã 97 eo 96 sale cho 80 ngàn. Rất bà ở trong nha. 97 eo 96 sale 80 ngàn. Đúng. Giỏi. Lên cho mấy chị một cái con xanh bạc rác. Xanh bạc rác. Mã 55 eo 94. 55 eo 94. Mã 55 eo 94. Mã 55 eo 94 mấy chị. Mã 55 eo 94. 97 Thanh Ngọc. 97 chị Thanh Ngọc. 97 của chị Thanh Ngọc. 80 ngàn. Mã 55 eo 94. 55 eo 94. 80 ngàn. Con này bán mấy chị 100 ngàn luôn đi ha. 55 eo 94 100 ngàn nha mấy chị. 55 eo 94 bán 100 ngàn. Con này eo 100. Con này eo 100 nè. Con này eo 100 nha mấy chị. Con này. Con này eo 100 bán cho mấy chị 80 ngàn luôn. Eo 180 ngàn. 180 ngàn. Con này không rách nha, vải đẹp nha. À.
mấy thằng mất dạy. Dạ lên cho mấy chị mã 13L90. Mã 13L90. Rồi xe cho mấy chị 100.000 luôn. Chấm, heo chấm. Heo chấm, 80.000, con này đẹp lắm nha chị Tài Lê. 80.000. Rồi, con này mã 13L90. Mã 13L90. Xe 100.000. 13L90 rồi. Xe 100.000 mấy chị. Mã 89L96. Mã 89L96 con tôm mì. Con này tôm mì mấy chị, 89L96. Con này 220 mấy chị. 89L96, 220.000, con này không sale. Mã 76L95. 76L95 mấy chị, 76L95. Mã 76L95. Mấy con này riêng giảm dữ lắm. Con này sale cho mấy chị 80.000. À, con này mã 76L95. Con này lưng cao, sale 80.000. Đọc cái mã cho em nha. Lên cho mấy chị một con hàng cello, mã 12L100. Sale mấy chị 100.000. Sale mấy chị 100.000 luôn, mã 12L100. Sale 100.000 luôn nha mấy chị. Sale 100.000 mấy quần này trời mặc về sướng lắm. Mấy chị cắt 7 tóc, 9 tóc đều gì cũng đẹp hết trơn. Cắt 7 tóc cũng đẹp, mà cắt 9 tóc cũng đẹp nha mấy chị nha. 7 tóc cũng đẹp, mà 9 tóc cũng đẹp. Tự coi đi gái ơi. Cái này là cứ eo bao nhiêu thì khoảng cỡ 75kg á. Có đọc số eo hết luôn mà. Bình thường em eo bao nhiêu thì là sẽ lấy bao nhiêu. Chứ đã biết mình eo 95 vô chọn quần 95 rồi, eo 95 rồi mà còn hỏi vừa không. Có nghĩa là eo mình đã biết 95 rồi thì bây giờ nghe 95 thì cứ vô chốt đi. Chứ hỏi vừa không. Thì má ơi, cái con nhỏ này chắc tôi quýt. Đã có đọc eo rồi còn ngại gì thì ghét mấy chị. Đã đọc eo rồi mà còn ngại gì dứt bẩn nữa. Đúng eo là quốc thôi. Mã 95. Mã 95 80k em vừa không? Mã 95 là con nào đâu? Mã 95 là ai đâu? Mã 95. Chưa kiếm được mã. Chạy tung tăng ra tiệm mua cái thước gì đo đi. 34 là 73, 74kg là 95 đúng rồi. Mã 13. À, mã 13. Mã 76L95. Là mã này phải không Ngọc Thúy? Đó L95 đó đây. 80.000 đúng không? Đúng không ta? Phải mã này không? Phải mã 76L95 không? Này L96. Đây mã 76L96. Con này có xe không rồi? Rồi lên tiếp. Mã này là yên bán nhiều nhất nè. Mã này là mã 19. Mã 19L96. 19L96. 19L96 như vậy. 19L96. 219L96. 19L96 200.000. Mã 110L96. Mã 110L96 sale 100.000. 110L96 sale 100.000. Sale 100.000 mã này nha mấy chị. Tại mấy mã này từ đầu nắm giờ cũng lâu. Rồi mã 06L95. Con này là quần của Yên mặc thường xuyên nè. Con này là quần của Yên mặc thường xuyên nè. Trời ơi mấy chị nhìn cái quần giùm em cho mấy chị hỏi cái gì mà những cái câu gì nó kỳ cục ghê. Thì đưa cái quần này lên nè mấy chị thấy giùm em đi. Rất nhiều hay không tự mấy chị cảm nhận để đưa cái quần lên giày hỏi rất nhiều hay không. Em không biết trả lời sao luôn. Tại vì rất nhiều hay không là tùy cái cảm nhận của mấy chị. Mấy chị thích rất thì mấy chị nhìn con đó cảm giác là ít rất. Còn mấy chị không thích rất thì mấy chị cảm nhận là con đó rất nhiều. Nó đưa cái quần lên coi rồi em 95 rồi mà hỏi. Hỏi những câu không đáng hỏi Thúy. Thiệt. Hỏi những câu nào mà dễ trả lời được không? Mấy câu đó khó trả lời lắm. Thiệt mà. Quần này 200 nè. Mã 06L95. Quần này tương đương khoảng cỡ 75kg nè. Ấy mày hỏi giùm tao cái khác được không? Mấy câu đó khó trả lời quá. Thiệt. Yên lên cho mấy chị một con quần. Đây mấy chị một con quần xanh bạc. Xanh bạc gọi là xanh đậm bạc bạc phớt phớt. Eo 95. Eo 95 xanh bạc 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 phớt phớt nha mấy chị. Rồi con này bán cho mấy chị với giá 100.000. Xanh đậm bạc bạc phớt phớt. Eo 95 mẹ 02L98. Con này mới là hàng đỉnh nè. 02L98 lai lật nha mấy chị. 02L98 lưng thun. Lai lật mà lưng thun nữa nè. Lưng thun mày lai là 02L98. Con này đỉnh lắm, giá 20.000 không sale. Mã 88L92. Sale luôn.
88 92 xe cho mấy chị 120 nghìn 95 Thanh Ngọc 95 của chị Thanh Ngọc 95 là gì cái trước kìa phải không 95 này hả chị Thanh Ngọc ha 95 này đúng không chị Thanh Ngọc rồi 100 ngàn của chị Thanh Ngọc rồi lên tiếp cho mấy chị nha cũng thì ok dùm em nha mã 16 EO 98 mã 16 EO 98 không rách 16 EO 98 không rách vải đẹp con này 200 mấy chị con này 200 nha mã 16 EO 98 mã 21 EO 95 nè mã 21 EO 95 21 EO 95 89 EO 92 mã 89 EO 92 mã đây là mã 88 EO 92 hả chị Trần Tuyền con này vải đẹp lắm nha chị Tuyền con này đúng không chị Tuyền 100 ngàn của chị Tuyền mã 21 EO 95 mã 21 EO 95 21 EO 95 mấy chị 21 EO 95 rồi sẵn lai mã 02 lai lập 02 lai lập là cái lai lập này á ở dưới đó cái dưới mã 02 EO 98 của chị Thảo Trần này 200 của chị Thảo rồi mã 21 EO 95 xe mấy chị 100 ngàn mã 21 EO 95 xe 100 ngàn 21 EO 95 xe 100 ngàn 21 EO 95 xe 100 ngàn mấy chị con này là mã mã 22 EO 100 mã 22 EO 100 xe 100 ngàn 22 EO 100 xe 100 ngàn ê con này đẹp này mã 14 EO 100 con này lai lập con này hàng độc này mấy chị lai lập mày rách mẹ nha mấy chị lai lập rách mẹ màu đây rất sang nha mã 14 EO 100 con này 200 ngàn mã 14 EO 100 con này 200 ngàn con đó đặc biệt lắm chút rồi chắc hai cái cây này ngoài này nha xong chưa lai không xong vừa lai lôi ra hết đây luôn rồi tôi à lai rồi cất luôn nên cho mấy chị một cái mã này mã này là mã 72 EO 100 mã này yên xe cho mấy chị 100 ngàn luôn à, tại vì Yên biết cái mã quần cái dòng quần này nó về trước về sau á cho nên Yên mới sale vậy nha mấy chị nhưng mà đều là co giãn 100% đều đẹp mã 72 EO 100 lên cho mấy chị con này đẹp nè mã 76 EO 95 con này Yên nói rất là mã 76 EO 95 con này đẹp dữ dằn lắm mấy chị coi ở sau nó làm cái túi nè làm túi đẹp lắm rồi sale 100 ngàn sale 100 ngàn 76 EO 95 chồng em là em thì em bắt giá chạy lên tới cổ à đấy cái phim người ta đâu đọc bảy 83 mã 83 EO 9 xíu thiếu mã 83 EO 9 xíu mấy chị xeo 100 ngàn xeo 100 ngàn chị Thảo mà lắc đầu luôn à cái nhây này thế thì nó mới chị ra cái ruột bị giãn luôn mấy chị em cười xuống đó à mẹ 83 EO 9 xíu xeo 100 ngàn mấy chị ơi mẹ mẹ 20 EO 96 mẹ 20 EO 96 chân rất kiểu với mấy chị 20 EO 96 gạch gói chân mẹ 20 EO 96 hàng nữa là hàng Nova sale cho mấy chị 100 ngàn Nova cho mấy chị xanh nha lên cho mấy chị một con xanh đen xanh đen vì mà như sao đó này sale 100 ngàn 93 EO 96 của chị Trần Tuyền cho con đó tôi mới quảng cáo thì đó không nhớ gì thôi bà Trần Tuyền bà hay đọc lộn ghê đúng rồi á 20 EO 96 với chị chứ không phải là 90 EO 96 đâu cái vừa mới hả cái chị? Con vừa mới là con không con 20 EO 96 á 20 EO 96 chứ con này phải không con này đúng không chị Tuyền rồi 100 ngàn không phải đâu lên cho mấy chị một con hàng cello con này giá 200 nha mấy chị Xe lô giá 200 con này Màu bò EO 63 mã 63 mã 83 EO 96 màu bò đúng rồi 100 ngàn không biết ăn tán liền đó bạn mấy con này là bán xe cho mấy chị xong rồi phụ ship là lòi bản hồng nha mấy chị là phụ ship không là lòi bản hồng á à, lòi bản hồng là có thiệt nha tại vì cuối năm em muốn đánh chút vàng anh thu tiền và lên nguyên năm cũng ăn uống cũng này kia rồi con này EO 92
đi nè anh à. Nãy 50L92 nè. À 50L92. Mã 50L92. 70L94. Mã 70L94 nè chị. 70L94. Đọc tùm lum nghe không kìa. Đây mấy chị, mã 70L94 là con Yên đang cầm nha. 70L94. Dạ mã này Yên sale cho mấy chị 100.000 luôn. 70L94 sale cho 100.000. Dạ. Tại sao nó đọc phụ em á. 100.000. Mày nói nó đâu đường luôn kìa tiền. Lên cho mấy chị một con Celo nữa nè. Mã 110L94. Mã 110L94. 110L94. 110L94 giống về hàng Celo nha. Đẹp không? 110L94. Nói con này mà nói mà vừa với em nó chết mẹ nó quần với em liền. Quần cái mã như xe quá. Trời, nó là tự để xe luôn á trời. À biết được rồi, cũng đâu. Dạ con này mã 110L94 200. Mã 110L94 200 mấy chị. 200. Mã 80. Mã 86 với 100 nè. Mấy chị có muốn lấy chân váy hay gì báo em nha. Cứ báo nha mấy chị, mạnh dạn lên mấy chị ơi. Mã 86L100. 86L100. Mã 86L100. 200.000 mấy chị. 200.000. Mã 86L100 không sale 200.000 nha. Mã 23L88. Đây là mã 23L88 nè mấy chị. 23L88. Mã 23L88. Mã 23L88 mấy chị. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Mã 11L80. Mã 11L80. Dạ con này xe cho mấy chị 100.000. Mã 11L80 chị nào 60kg hút. Mã 11L80. Mã 11L80. Mã 11L80 mấy chị ơi. Alo. Mã 19L86. Mã 19L86. 19L86. Cái con này nãy Yên bán nhiều lắm. Ai gọi điện mà gừ vậy? Giữ mấy giây để giờ nó dọc. Trời má, chị Thảo, em mua cái xe của bên lùng tới giờ 1.5 tháng rồi đó mà nó không chịu làm biển số cho em. Mã mẹ cái gì nữa chứ. Mã 124L88. Mã 124L88 nè. 124L88. Thật sự là cái đây là gu của em nè. Mà mấy chị lại không thích. Xe cho mấy chị 100.000 nha. Ở xe 100.000 gu của em. Mã 124L88. Mã 124L88. Mã 40L84 chị nào yêu nhỏ. Đây nè mấy chị, lên cho mấy chị mã 40L84 nè. 40L84. 40L84. Rồi xe cho mấy chị 100.000. Xe 100.000. 40L84. Xe 100.000 mã này luôn. Mã 17L94. 17L94. Đây là 17L94, từ từ đưa lên mới đọc chứ không có chị lộn mã ti. Mã 17L94. Cái con này là mã 17L94 nè. 17L94. Rồi xe 100 luôn. Xe 100. Lên cho mấy chị một con mã 22L94. 22L94 quần tâm mì hả mấy chị? 22L94 quần tâm mì. 40 hay hả? Mã 40. Mã 40L884 của chị Hai Phạm. Quần này là hồi trước Yên bán 280. Rồi 100.000 của Hai Phạm. Rồi quần mã 22L94. Quần này tâm mì 220 nha. 22L94. Quần tâm mì 220 mấy chị. Mà mới đọc gì quần mà em tiền nhiêu tiền. Hai Phạm 100.000. Đang tiếp. Mã 40L88. Mã 40L88. Xe 100.000 luôn, xanh đen viền vàng. 40L88 xe 100.000, xanh đen viền vàng. Lên cho mấy chị một cái mã 84L94. Mã 84L94. 84L94. Phong ra like không chăm ông nội, cái cứ ngồi ôm hoài. Cái đó lần mặt luôn, sáng em nổi riêu nổi bà em chửi quá trời. Ủa quay giờ chăm nước cho mấy cái này chưa anh? Chưa không? Hả? Chưa. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Mã này là mã 84L94. Mã 84L94. Mã 84L94. Con này xanh bạc đẹp nha. Con này 200 mấy chị.
con này 200 lên luôn cho hết đi. 84 94. Chiều em sẽ làm cho chị Thảo, em nói cái câu gì đi bị bao giao thông bắt là mấy anh chịu trách nhiệm. Con này đẹp lắm nha mấy chị. Rồi con này xe mấy chị 100 ngàn luôn ha. Con này đẹp lắm. Con này xe cho mấy chị 100 ngàn. Con này size 60 đến khoảng cỡ 67 kg. Xe 60 đến 67 kg, xe 100 ngàn. Xe 80 đi mấy chị, quần túi hộp 80 luôn. Quần túi hộp có hai con. Vải đẹp lắm mấy chị ơi, vải đẹp lắm. 60 đến 70 kg cũng vừa nha. Quần túi hộp mấy chị. À, chị nào chốt quần túi hộp chốt lên giúp giùm em quần túi hộp. Túi hộp của chị Tài Lê 80 ngàn của chị Tài Lê. Con này đẹp thực sự của chị Tài Lê. Con này dùng từ đẹp thực sự luôn. 80 ngàn của chị Tài Lê. Chị Tài Lê 80 ngàn. Tại vì cái mẫu này á, có một con eo 92 nè mấy chị. Có một con này eo 92 nè. Tại vì mấy chị biết sao, nói chung là eo này là dưới 90 á. Phải chị Nguyễn Thanh Huy mà eo 101, 102 ông trời. Ủa sao nãy giờ chị không mua đồ cho chị em? Trời ơi, chị bớt mại vô đi nha. Chị bớt mại vô giùm em đi nha. Ổng gì gì ổng giờ bán không được cái gì. Em thấy ông đồng ý với chị rồi đó. Ai đồng ý cho em, ông đồng ý rồi đó. Rồi trời, em thấy không được rồi đó. Dạ, lấy tay ép nè chị. Lấy tay ép nè chị Tài Lê. Ủa chứ hồi nãy chị em lấy sáng chị vô rồi mà. Ủa mãi này vậy? Nhớ phải có quay clip để làm chứng sau này có cãi. Vì rằng cửa hàng đó hết tiền. Cửa hàng đó hết tiền nên không ra nổi. Bây giờ Nguyên đóng cho nó đây đi. Cái ông ngồi sau lưng làm mai cho tôi. Làm mai đó, nó chưa có bồ. Mấy con đó sắp ở dưới cung rồi tôi. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Anh nghe inbox đi, gửi cho cái clip hồi nãy nó đứng trước cửa, nó đẹp, nó đứng rặn đẹp cho. Là lúc đó yêu hay không yêu nên nói một lời thôi. Nè sắp giữ đi. Đó, thì nói yêu hay không yêu nói một lời thôi. Giờ chị muốn lấy em như chị thì phải yên lấy lên cho. Hồi bữa giờ quần chị đẹp. Hồi nãy em có một cái con ông địa chị, ông địa mà eo 120, 115, 120, 125. Quần 220 mà đẹp lắm chị. Lên tiếp cho mấy chị, mã 02 eo 88 nè. Xe 100 ngàn. Để cho một cái con đó để đây để có chụp hình nè. Xe 100 ngàn nha. Chị muốn coi thì báo em nha. Chị muốn coi eo nhiêu. Kiểu đó kiếp sau gặp lại chạy 8 cây số đó. Ông ơi nói đi. Má lỡ cái clip dám đứng rặn đi. Nè nó ra trước cửa nó đi xong một cái bum. Xong nó cầm cái cửa nè. Tiếp ra chi vô cho nó bay hờ bớt. Đổ má nuôi nè. Còn ăn uống gì nè. Nó ngồi cầm điện cơm mày nè. Ở dưới kho nồi cá gì nè. Nó xuống biết làm cái gì không. Nó banh đồ nào rau nào. Mắm đồ một ca nước đầy đủ không. Rồi nó lại nó cầm nồi cơm điện nó ập xuống cái nồi cá gì nè. Rồi mày nuôi nó lỗi không, nuôi mạt luôn. Rồi tối lại chi mà đi qua nó cầm cây kem. Cái tao qua cái tao mua đi ra xi cục cây mua bánh mặn á. Để ăn khi lai đói á. Nó mới cắn con miếng cái bánh bự này nè. Nó cắn con miếng à ha. Nó cắn mới con miếng tao mới nhìn lên á. Một cái bánh vuông này nó ngốn hết cho miệng, nuôi nổi không? Nãy giờ hàng sale nhiêu mày về người thế rồi. Tây qua kiểm tra kiếm cái cây này nè. Kiếm cái nguồn sale nào mà eo trên 100 đưa đây. Cái cây này nè. Bốn điện thoại đây cây này. Đừng có cãi tao. Cái cây này nè, phía dưới á. Có 112, 121. 112, 121 rồi dưới á, đừng cãi đây. Mã 13 eo 94 nè. Đừng có ham cái của này. Nó chỉ là đẹp cái bề ngoài thôi mà đủ má đẹp cũng bề ngoài đâu. Nó cởi áo ra một cái con cá ngựa sao nó vậy nè. Cá ngựa cái bụng nó vậy nè. Cái bụng nó vậy đúng không? Là nó y chang vậy, điểm nhấn nó y chang vậy đó. Cái mã này à. Thì em mới được cái mã nó khi lên đồ đó, còn lại nó không được quần què. Mà tao nói vậy nè, tại vậy còn vậy nè, bê đê á. Hả? Vậy bún tung y chang bậy á. Không có làm được con mẹ vậy hết trơn á trời. Cho chứ không có nhãn. Vậy tính ra chị Thảo chị cũng nói đúng nè. Vậy nói chính xác luôn chứ bộ. Hai đứa tiên như mất cười. Không có ra nổi á. VT là gì chị? Vậy không. Không ra nổi giấy tờ nguyên đóng trong đó có
với chị mã 11L96 nè. Mã này mấy chị về mặc lọc like lên nha. 200. Cái con xe để tí rồi mới quay chụp hình lên. Đó chị. Mã này là mã 105L98 nè. Mã 105L98 xe cho mấy chị 100. Ủa chị 120 lận. Lên cho mấy chị mã 105L98 nè. Mã 105L98 nè mấy chị. Mã 105L98 200. Nè lên cái mã xe này mấy chị ma nè. Lên mã xe mấy chị ma. Mã 16L96. Mã 16L96. Mã này xe cho mấy chị 100 ngàn. Mã 16L96 hàng Nova nè. 16L96. Em lên cho mấy chị một cái mã. Mã này chưa có đo. Mã này chưa có đo. Cho nên em để em bên. Mã này L86 nè. Mã này dưới 76, dưới 66 ký L86. Dưới 66 ký L86. Em lên cho mấy chị mã 96. Mã 96 L96. Mã 96 L96. Con này yên xe cho mấy chị 100 ngàn. Con này đẹp nè chị Ngọc ơi, chị Thanh Ngọc ơi. Mã 96 L96. Mã 96 L96 nha mấy chị nha. Mã 96 L96. Nắng chiều lùng linh muôn lùng linh. 96 Thanh Ngọc. 100 ngàn chị Thanh Ngọc. Bé Thanh Ngọc 100 ngàn. Bé Thanh Ngọc 100 ngàn Vĩnh Long 771. L99 bàn che không 98 ông trầm là L99. L99 L112 vừa không chị ơi Huyền. L112 vừa không chị Huyền ơi. L112 trăm ngàn. L120 trăm ngàn. L120 là lưng thun nha. L120 trăm ngàn. Đó, có hai con đó đó chị. Hai con này L112 với L120. Ai chốt giùm em. 112 nữa. 112 nữa nè mấy chị. L112 là tương đương 100 ký rồi đó mấy chị à. Có ba con. Rồi lên tôi để hai chồng rồi tôi để hai chồng. L56, mã 56 L94 xe 100 ngàn. Mã 56 L94 xe 100 ngàn. Con này chị Ngọc cũng vừa nè. Em lên cho mấy chị một con mã tôm mì L82. Mã tôm mì L82 rồi xe luôn 100 ngàn. Mã 95 L96. Mã 95 L96. Sale 100 ngàn. Sale 100 ngàn. Mã 95 L96 sale 100 ngàn. Mấy chị ơi. Mấy chị ơi. Rồi lên tiếp cho mấy chị mã 21 L96. 21 L96 mấy chị ơi. Mã 21 L96. Ở đây không có bán cái 50 ngàn, có bán cái 3.2 có. Đúng rồi, chồng em nói đúng đó chị My. Nhà em bán hàng cao cấp 3.2 trở lên mà phải chuyển khổ mới đi hàng nha. Lấy con 120. Dạ lấy con 120 của chị Nguyễn Thanh Huyền. 100 ngàn. Để em đo hết co giãn nữa. Để em đo maximum cái co giãn này thử nha chị. Đi ơi. Con này eo 112, 114. 116 không tới. Khỏi lấy con này nha chị. Khỏi lấy con này. Cho tiếp con này. Đây nó cần cái gì? 87 ký eo còn cỡ 105, 107. 105 á là ổn. Con này cũng 114 mà. Thành phố Hồ Chí Minh chưa có địa chỉ số điện thoại là 092. Hồ Chí Minh của biểu chị của chị này em chọn vô được ta. Điều ơi. Chị Nguyễn Thị.
con xanh bạc nào không đó chị. Đa số nó nóng tí tí rồi chị. Đa số nó nóng tí tí chị ơi. Để em kiếm đi à. Chị cho hai con này chị Huyền không vừa nha. Chị Huyền lấy con này được không? Chị Huyền lấy xanh bạc này được không? Lấy lên xe chị Huyền. Con này em mã số của em 9294. Chị Châu lấy con này yên xe cho 100 ngàn. Em còn gọi 85 nha chị Ly. Em lên cho mấy chị con này chưa đâu em, con này lưng thun quá. Mấy chị thấy con đẹp không? Con này lưng thun bao đẹp luôn á con này. Em không không chị Châu á, chị Châu á, em nói chị Châu á. Chị Châu. Con này eo 90 nè anh ơi, ghi em con này eo 90 bỏ như này cho em. Mã 07 eo 90 bỏ như này cho em nha. Ờ quên đó chứ chị Hiền. Mắc mực mẹ gì em ngồi em kiếm size này cho chị. Chứ kìa. Tay lớn không kìa tay. Đi vô kiếm quần em 116 em 120 chị Hiền đi. Theo chỉ vài cái. Quần này của chị Ngọc Châu nè. À màu xanh bạc hả chị. Rồi má ơi em quên. Hai cây quần kìa. Chị Hiền chốt chục cái đi. Yên nào đời. Yên tính trăm triệu đồng. Ở đây nè. Tự quăng rồi tự đứng dậy luôn hả vậy. Không ai nói gì luôn á. Mã 12 eo 96 quần sơn. Mã 12 eo 96 quần sơn. Ở Yên có một con quần 270 xe 170 nè. Hai cái chồng này xếp lại đi. Để hai cái chồng này chút mới lùng về chụp hình nha. Đây mấy chị ơi. Trời ơi coi nè. 270 xe 170 nè. Còn đúng một con quần xe size 32 thôi. Đúng một con quần size 32 eo 90 nè. 270 xe 170. Xanh bạc nó chỉ có rắc thôi chị ơi. Xanh bạc con này. Con này được không chị? Nhưng mà con này eo tới 99 rồi. Nó là xanh bạc quá. Xanh bạc eo 99. Con này của gì quên nè, Dung mặt anh. Anh ơi, quần này ghi cho Dung mặt 100 ngàn đi. Vậy. Quần này thì chị Huyền cho em thêm 20 nha, em sale thì sale nhiều lắm. Nhưng mà tôm mì thì nó sẽ bị sơ dịch tí. Cho nên quần này chị Huyền cho em thêm cho em thêm 20 là sale 120. Tại vì tôm mì em không có sale. Mà nó nằm trong tay lớn thì em sale cho chị thôi. Nè tôm mì nè chị. Hả? Bỏ cái bì xuống thì gió nó bì trảng mẹ đó gì nữa. Nè. Rồi chốt cho chị Huyền 120 nè. Chú quần này chị quan đi đúng không? Ừ. Nguyễn Thanh Huyền 120 tôm mì nè. Rồi đây mấy chị. Em 116 tới 120 là đẹp không? Trời ơi, đẹp quần đợt này đẹp không chị Huyền? Rồi 100 nè. Tự chốt cho nè. Mã 12 eo 1 à. Mã 12 eo 120 nè. Mã 12 eo 120 nè. Trời ơi, quần này hơi bị đẹp nha mấy chị. Mã 12 eo 120 nè. Vải đẹp lắm. Chị Huyền nè. Huyền là Nguyễn nha. 100 ngàn thì chỉ có con tôm mì đầu tiên là 120 thôi. Nè xanh đen là chị đẹp không? Coi vải nè. Rồi xanh đen 100 ngàn nè. Mã 115 eo. Ở lộn mã 115 eo 120 đã không chị Huyền? Có 100 ngàn. Em chốt chị 50 cái chị mặc. Rồi từ đây có một quý năm sau luôn. Không có trùng nhau nha. Cái gì? Cái này nhiêu nữa đây? Kéo ra ngoài kéo ra. Chị có đúng một con 120 của chị Huyền. Còn nhiêu 100 ngàn hết. Con này đẹp mà eo có 101 rồi. Con này đẹp mà eo có 101. Con này eo 101 là sao mấy chị 100. Mã 75 eo 101. Mã này để chụp hình. Trời chị chốt mấy quần này. Nói chung là gặp có vài cái thôi. Em nói xạo mấy chị á.
Nãy giờ mấy con rồi anh ơi? Không biết nữa. Đây là 4 cái rồi nè. Có 3 cái nè, 3 cái nãy đi lấy cái nào, có 3 cái rồi 4 cái nè. 4 cái à. Lấy 6 cái chứ. Nên là chứ lấy thêm cái này đi công tình để băng đi. Mua quần của Năng nghỉ nè, 5 cái rồi không? Lấy gắt không chị? Lấy gắt không chị? Eo 115 này lấy gắt không chị Huyền? Chị Huyền thích gắt không? Chị Huyền thích gắt eo 115, eo 116 này lấy gắt không? Rồi, của chị Huyền đó, hết rồi đó. Có một con quần hàng độc nè. Quần hàng độc, quần này mấy chị đâu có dễ kiếm gì vải này. Đó, riêng hàng độc là eo 115. Ai lấy chút giùm em. Rồi cấp vô tiền hết ai mua rồi. Hết ai mua rồi đó. Mới được chị thôi đặn, tùy theo cái như chị thôi đặn. Em xuống like nha mấy chị. Em xuống like khoảng cỡ 12:30 nó sẽ like đầm hàng xưởng. Ở tất cả những đầm Tết, đồ Tết, áo dài rồi cho mấy chị ha. Đó, hàng độc eo nhiêu, hàng độc eo, hàng độc đó trúc không có vừa. Hàng đó chỉ có những chị 100kg, 105kg vừa đâu. Quần tùy chị. 1m72 mặc 80kg là eo khoảng cỡ 95 đến 100 mấy chị thôi đặng. Tí xíu em sẽ chụp một cái lô này, em sẽ đăng lên xe cho mấy chị 100.000 con. Mấy chị bấm theo dõi nha. Ở bên đây còn có 50-70 ký quần. Em theo 100.000, tí xíu em sẽ chụp đăng lên cho mấy chị ha. Mấy chị đợi like em nha. Mấy chị đợi ha. Đợi em, đợi em. Mấy giờ đi học đi. Có thấy không? Rồi, tôi chào mấy chị đi. Tôi mày đang đứng ở vị trí rất là nguy hiểm nha Phi. Cái đó phải lớn không? Thấy 100 xoay lớn á. Thôi đối xoay lớn thì vô đi. Rồi. Anh chào mấy chị tắt ai kìa. Ê. Ok mấy chị nghe nhạc mấy chị xíu nữa đặt lại. Không cạo đâu mày quá bậy không.